Hello anh em, lại có video về Bomberman đây. Hiện tại thì sự kiện trong game nó lại có thêm cái sự kiện mùa hè hay là cái gì ấy. Sao muộn đấy nhỉ? Mình thì mình vừa thi tốt nghiệp xong thì nó mới có. Mình cứ tưởng là nghỉ hè đâu rồi. Để mình vô xem có cái gì không. À đấy, có thêm cả vé đen quay con Giro Giro thức tỉnh hay cái gì kìa. Mình thì mình không quan tâm đâu, tại vì cả vé đen của mình cùi lắm. Mình có tích được bao nhiêu vé đâu. Rồi vô xem nào. Mình thì lâu lắm rồi mình mới trở lại nên mấy cái sự kiện hè hiếc này đối với mình thì nó cũng lạ lắm mà. Mình thì mình không chơi với xe và xe hay là mấy cái bản khác đâu. Mình chỉ chơi bên bản Việt Nam thôi nha. Game tại Xcode à. Mà mình cũng công nhận là cái game này nó cho Xcode vãi. Quay cái này thì điện. Chả có kỳ vọng gì mấy cái free trong game này đâu anh em. Ơ sao được 100, 200, 100. À nó cho mình đúng ta. Nó cho mình hai cái kim cương ở trong đúng rồi, đấu trường quái nhân với anh hùng. Thảo nào tương đương thế cho 120 lần 180 kim cương. Ở tím này thì mình thật ra mình cũng chả cần đâu. Nó có phòng thủ nữa. Nó có phòng thủ nữa má trời. Thế bố nào mà cần, hay là nó nghe thấy mình chê nó thì nó cho mình có phòng thủ vậy. Mẹ cay ra. Mà thôi thằng nào cũng không cần. Từ từ. Mà cái nhiệm vụ ngày này thì mình quét cái này cho nhanh. Hồi xưa thì nó không có cái quét nhanh này đâu. Nhưng mà bây giờ thì nó có rồi nên mình thấy mấy game nó cũng có quét nhanh rồi nha. Nên hầu như là nó khá là tiện vào quét mấy cái đi tầm 10 đến 15 phút là xong tất cả nhiệm vụ trong ngày. Ok, mình đã làm xong hết tất cả nhiệm vụ rồi. Bây giờ thì mình thử nhân phẩm mỗi tháng nha. Mỗi tháng thì game nó sẽ tặng cho mình một vé tím free. Thì mình lấy con Gawain đi, Gawain ngon nhất rồi. Một vé. Ui, một vé cuối cùng. Từ. Vãi cả xe ô tô. Mà cái game thế luôn, mình quay 21 lần vé tím không ra cái gì ngon cả, không ra một con SR nào cả. Trời ơi, nó cho mình con vaccine V2 cũng được rồi. Tại sao nó không cho mình cái gì hết trơn. Cả cái vé đỏ nữa, mình quay về tầm 5 đến 60 vé. Rồi mà mình chả được cái gì. Mẹ kiểu mình quay cái quay một lần ấy. Ngày thì mình quay 2 lần. Tính ra cả tháng trời nay mình chả được con SR nào. Này game xuất sinh. Uống ít nước lạnh vừa đỡ cáu. Mình thì cũng đánh ảo cảnh mới xem có cái gì không nha anh em. Không biết là bây giờ sang cái mới ảo cảnh này thì sang cái ảo cảnh mới này thì nó có cái gì. Bị lag rồi. Thua. Mình vượt lên ải 3 mà nhỏ. Mình đánh ảo cảnh đến nó ải 3 mà ta. Sao ải 1 không đánh được. Từ mình xếp lại nha anh em. Nãy chắc ăn được chứ. Sao à khoan xem cái gì. Hình như là ôi lòi. Nó hồi máu ghê mấy cha. Này sao mà giết được. Mình thì mình lười xem mấy cái video đó, hướng dẫn đánh ảo cảnh đó mà mình cũng mới chơi lại. Mình vừa lười lại còn mình còn lười tìm hiểu. Anh em nào mà biết cái đánh ảo cảnh này hay là có video nào đánh ảo cảnh ok anh em gửi mình tặng mình xem tạm. À video nào mà ngắn thôi à. Chứ mình lười xem đó. Chắc là vẫn win chứ. Mình đánh hải 3 mà. Hải 1 trong nho gì. Con chạy của mình yếu ta. Chạy mình chưa kích thì đau lắm nhưng mà đánh chiêu thì nó cứ lỏ. Ôi một dậm. Lấy thì đèn người à khu. Garo mình đánh đúng đau như này. 1.3 đam. Ôi dồi. À con chạy mình bị giảm sát thương. Nó hai cái giáp với cả bị giảm hai kiếm cái đỏ hai kiếm trên đầu nó kìa anh em. Làm sao này mất ra một con rồi, mất hai con rồi, xo quên chết rồi. Ô là trời, máy quay mình bị lỗi, mình cắt sang cảnh chơi sự kiện nha anh em. Mình thì mình đã đánh hết cái ải kia được tận 1.000 xu và đây là xem được cái gì ngon không. Ít ra được phải được cái bục hay là cái hồn vàng viết các thứ chứ. Sao nó chưa giá gì. 400 xu rồi, còn 400 xu rồi.
Cái này thì anh em đánh anh em cái này thì anh em server cua đánh dễ này. Còn server mới của mình thì cũng dễ hơn, tại vì hầu như cái sự kiện này để cho tất cả mọi người chơi mà. Chả sao cả đâu. Ê, đúng má, có sao ở nhà, đúng má. 50 lần không ra cái đùi, giải tách gì, what the fuck. À đâu, cứ quên. Thôi, để mình đổi cái thẻ vàng, mình quay gá trao anh em coi. HP phần trăm HP, công phần trăm HP, tấn công HP, mong vậy. Từ, dẹp bùa, dẹp bùa. Để mình xem lấy những cái gì đó. Chắc là mình thấy thẻ bổ trợ cấp A với cả... chắc chỉ lấy đủ thẻ cổ chỗ cấp 3, à cấp 3 thôi. Lấy được một lần. Xem nhà ăn có gì không. Nhà ăn này lấy 2 vé hạn giờ ok nhất đấy. Cái này chắc thôi. 2 vé hạn giờ. Đấy để mai lấy cũng được cho sao. Mình đổ cái nhanh em. Ok đấy. Này thì mình chơi sáng sớm luôn nha. Tí mình chơi xong thì mình đăng video lên luôn. Đằng nào cũng chẳng có view viết gì, đăng lên ai xem. Mình thì mình đăng lên để cho anh em biết trải nghiệm chơi game của mình như nào thôi, chứ thật ra cũng chẳng có cái mè gì đâu. Mình quay đèn quá. Hai thẻ này phải đỏ. Này cái vé tím rất là đen rồi. Phải đỏ. Từ. Mà đỏ. Mẹ. Tú. あ、期待してるぜ。俺にでかい態度さえ取らなければ見逃せ。